Vâng, cơ sở lò gỗ Tùng 8 xin kính chào các anh. Hiện tại đang là buổi sáng của ngày 26 tháng 4 năm 2020. Rất hân hạnh chúng tôi đón bá Mai ở Thạch Sơn Lâm Thao về chú duyệt bộ ghế Tần Thủy Hoàng tay 12 chất liệu gỗ gõ đỏ. Đây là hình ảnh của bá Mai. Bộ này thì bao gồm có 6 món, tay 12, chất liệu gỗ gõ đỏ. Hàng tôi để trong xưởng nó hơi bụi một chút. Rồi khi chúng tôi sơn hoàn thiện, chúng tôi sẽ vệ tinh sạch sẽ và tôi sẽ quay lại một video một clip sau để gửi tới quý vị. Đấy, bây giờ như thế này thôi nhưng mà đấy, đây là chỉ có đi. Đây là hình ảnh nhá. Toàn bộ cái cơ sở sản xuất của chúng tôi đây quý vị. Chúng tôi có địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ.